Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lên chỗ nhà thì em đây mình quay cái vườn mai này, đế thú và đế lằng ngoằng mì tôm này mình thấy rất là đẹp mà giá trị quá. Đây mình đi hết từng cây một này, là mấy ngàn gốc cơ, nhưng mà bây giờ mình chỉ quay sơ mấy gốc thôi. Đấy, toàn cây giá trị hết, hoành từ 20 cho đến 25. Thì giá tiền thì em nó bảo là 2 triệu một gốc cho chọn tự do, toàn cây mà đế thì đế thú, nhưng mà mua cái cây này là tất cả cái cây này là mình chỉ có lấy được cái đế thôi, chứ còn cái đàn trên là em nó lại không làm được choà. Ôi cây này toàn cây chuẩn không đế, phải nói giá trị cho tương lai lắm. Cây này mà mình lấy về xong là mình cắt đi, xong mình nuôi ra cái mầm cồn mới ấy, thì tất cả cái giá trị nó đi đẹp được đấy, thấy không? Trông như một con thú ngồi mà có bộ rễ nó đắm cắm sâu đứng tầm 30 phân nữa cơ. Mình lấy lên mình trồng lên thì nó có giá trị được. Đây là nó đã được làm từ bé nên là cái dàn này là toàn cây, nên là mình quay ở vườn nên là chưa có được chỉnh sửa lắm, nhưng mà nếu mà mình đào lên ấy thì cái vườn này nó rất là giá trị nhá. Đó. Không. Cây nào cũng vậy. Cây này hoành 20, 20 cho đến 25. Đó, nó còn nằm sâu lắm nhưng mà mình chưa có quay ở vườn tất cả toàn bộ vườn như này. Đấy. Không, mình không có moi đâu. Cái lá thế nào là nó còn yên như vậy. Đó. Đất nó còn nguyên. Còn nếu làm mình mà moi lên mình làm là cái đế thì cái giá đế nó giá trị lắm. Nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ quay sơ cho các bạn xem, nó có nhu cầu mua thì điện thoại cho mình. Đó. Thấy không? Cái đế toàn cái đế giá trị đây. Ui ui cái này nhìn cái đế nó quằn quại trông như một con thú. Cắt ngắn lại chừa lại chút xong là đẹp lắm. Đưa nó ra xong là lượn lại thì cái cây mai này thì đúng là mai này chỉ có chơi cho tương lai thôi, còn mà bảo chơi tán tự do thì cái cây này không đẹp. Nhưng mà nói về chơi bonsai thì cái dòng này thì đúng là làm cho tương lai thật. Mà mình cứ đi hết sơ sơ thôi, nó quá nhiều nên mình không thể quay hết được. Nó nhiều lắm. Mình cứ đi sơ sơ từng đây, cây quái dị cả nhà này. Nhiều quá. Đấy, cái này tất cả cái này là mình không có moi nhá. Toàn bộ ở vườn thế nào là mình quay cho các bạn xem trực tiếp như vậy thôi. Còn mai mình sẽ đăng à mình sẽ quay một clip mà đưa lên trên chậu rồi, nhìn không thể chê được nhá. Đấy, ngày mai bắt đầu mình quay clip cho các bạn xem cây mà đã được đưa lên chậu, mà đã được cắt rễ và uốn rễ và làm rễ. Đó. Thì hôm nay mình chỉ quay sơ ở vườn thôi, thì các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại cho mình nhé, mình dẫn đến vườn mua thôi, giá cả là tự thỏa thuận với chủ vườn nhé, mình chỉ biết quay thôi nhé các bạn nhé. Còn cái mà trên chậu rồi thì mai là mình sẽ đăng cái clip ở trên chậu, thì các bạn xem là trên chậu thì cái ra trên chậu thì đẹp lắm, được chỉnh sửa được trên chậu thì không chê được. Còn cái này là mới đang dưới đất thôi. Đó, đây là toàn bộ là mình không có moi ra, mình không có khều ra, nó có như nào là mình quay trực tiếp đó. Đấy, cái lốt nó còn nguyên như vậy, mình không có moi không có khều gì hết, mình chỉ quay sơ vậy thôi. Đây đó, thấy không? Nó nói đúng đó, cái là cái này nó chỉ được cái bộ rễ thôi, còn toàn bộ cái thân đấy là mình về mình cắt thịt lại xong mình làm lại nuôi lại 1-2 năm thì cây này nó giá trị lắm. Nó quần quại mà nằm cái bộ rễ nó toàn cây nào nó cũng đẹp nhá. Rồi các bạn nhớ đăng ký để nhận được cái video mới nhất nhá. Mai mình đăng lên cái clip cây đã thuần chậu rồi cho các bạn xem, toàn những cái cây mà nó được và thuần chậu, mà những cái bộ đế quái đế thú rất là giá trị. Đó, các bạn thấy không? Những cái cây này là toàn những cây giá trị, là mai mình sẽ đăng từng clip, điện thoại nó dài quá nên là mình chỉ quay sơ thôi nhá. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhá, để mình có động lực mình làm cho các bạn xem.